Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay khai xuân anh em ạ. Ơi, làm một con cá to làm gỏi ăn anh em ạ. Ý, to sướng chưa? Này, ý cá to sướng ác, làm gỏi ăn. Đấy, hôm nay là khai xuân là làm thằng chéo anh em ạ. Từ nay từ hôm nay với ngày mai là mình gửi hàng anh em nhá. Anh em nào cần cái gì thì alo cho anh để cho anh gửi cho. Đây, làm một món từ hôm tí á, cắt cơn em mong cá gỏi này này, cá béo lắm anh Kiên ạ, béo ăn như này nó ngon đúng không? Nó mới sướng. Ê, như cái này mà cái này quá ngợi luôn đúng không? Ấy, ý được gọi là em ngợi lên đúng không? Chiến với em ngợi. Còn đấy anh em ạ. Rồi ở nhà ông Kiên làm cá này nhá. Ừ. Đi ấy đã, đi giá thẩm chéo đã. Rồi mai con gửi cho anh em. Làm đi. Chẩm chéo cho anh em. Đây cho vào chậu này. Chỉ là nổ mấy chậu này luôn nhá. Tắt xà luôn đúng không? Bác xà quá này. Hình định. Đây anh em ạ, nướng tái ăn hạt mắc khén anh em ạ. Đấy hạt mắc khén với cả chẩm chéo cho vào hết, ok luôn. Đấy, đây nướng tái ăn thôi. Đây, bộ lòng nó mớ kinh khủng luôn đây này. Cái này nóng măng chua nhỉ, cái này hợp á, ác cái này. Nóng măng chua, ok. Chua ngoài đó. Ừ, cho một ít măng chua đúng không? Cho một ít măng chua vào. Ơi, thịt này này. À, toàn là anh em ăn thịt than của nó à? Ừ, thịt than đấy. Sướng nhỉ. Cá kiểu cá to mà, cá to ăn này nó sướng rồi này. Ừ. Ăn một miếng thịt than đã đủ rồi. Đấy, hôm nay thì ăn cái này thì quá đỉnh rồi. Ngoài hôm anh em toàn uống rượu đúng không? Hôm nay ăn để nó thoải mái luôn. Béo ác, béo ngập. Phải thành để chết cho nó.
Các điếu của hủy này, cả hình như nó. Đúng cả còi này. Về đây lấy ông mỏ đi, phải tặng ấy. Ông cửa mình chính xưa đây. Như là ông chụp có tóc khí như vậy đó. Chào tất cả anh em nhá. Đây, chẩm chéo đây anh em ạ. Khai xuân hôm nay làm một yến rất khô luôn này này. Đấy, chẩm chéo. Anh em nào cần chẩm chéo thì alo cho anh nhé, để cho anh gửi cho. Bây giờ thì ghi điện nó làm rồi anh em ạ. Đấy, chẩm chéo đây này. Đấy, hạt mắc khén. Lọ hạt một lọ mắc khén đây này. Hạt dổi anh em ạ này. Hạt dổi nếp luôn đây này. Đấy, lúa tre. Đây, có xe già đây anh em ạ. Ok luôn. Anh em nào cần thì alo nhá. Đây, chẩm chéo khai xuân. Làm cho to một yến luôn anh em ạ. À, ok, anh em cần chẩm chéo thì alo. Để chú anh gửi cho. Chẩm chéo quá tuyệt vời luôn. Hạt mắc khén đá chanh tương phức. Đây anh em ạ, nước măng chua thần thánh. Khi nào anh em mình ăn thì anh em mình rắc nó lên đây này. Đấy, rắc nó lên. Đây, măng chua đây, anh em nào cần măng chua thì alo nhá. Làm cá gỏi ăn. Này cho vào tầm này ra, ông chén lại sửa đó chua ác ấy. Đấy, hòa với mì chính. Cho nước lọc vào là hòa tan lên. Phức phức luôn. Này thịt này này xuống chưa, cá này này, ui rồi ôi quá là tuyệt vời luôn này này, miếng to là sướng đấy. Đấy, mì chính nước thần thánh hòa tan vào nhau. Ít nước quá này này nhỉ. Thêm muối mì đó. Nó có đủ muối mì chưa, đúng không? Ok chưa? Ừ, ok rồi. Đâu thử muối mì xem nào. Quá ngợi luôn đúng không? Mời tất cả anh em nhá, thử muối mì anh em ạ. Quá ok đó. Đấy, cho một thể luôn. Tương trình là kháng nóng lắm, nhìn cái quẩy này. Đấy, đào đi, ok, đào đi. Chút chút nó mới chút phần ý. Chết lên đi. Giờ mỏ hết rồi. Chạy rúa như thế này. Nhóm cái gì tắt. Chị nó. Chạy thế này. Quá là tuyệt vời luôn, cá miếng to, cá to ăn sướng nhỉ, ok nhỉ. Ừ. Béo ngợi. Quá béo. Với lại hôm nay có cả em ngợi, nó ngợi. Nó quá ngợi luôn ý. Mời tất cả anh em ơi nào. Mời tất cả anh em ăn cơm cùng gia đình nhá. Chẳng có gì ăn nhỉ, anh em ăn Tết thì ăn cá, anh em cá nhảy nhỉ, anh em. Nhưng mà cá này cũng được đúng không? Ăn tạm đi. Rồi, mời tất cả anh em. Thôi đến đây ông Kiên ơi. Anh ơi, Kiên ơi. Ơi, cá gỏi xuống chưa? O là xuống anh em ạ. Mời tất cả anh em nhá. Rồi đi đi Thành ơi.
Rồi ớt tươi rồi. Ai đúng. Ai đây. Đây, dắt. Tớ cứ nét nó sướng đấy. Ai ăn đi. Ăn lúc đang ngon này này. To là sướng. Sướng, to là sướng mà. Quá ngậy. Đấy, béo ngậy luôn mà. To là sướng, quá ngậy. Đấy, lá phát ban này. Ăn đi em ơi. Lá phát ban quá tuyệt vời luôn. em nghe em nghe lắp kìa. Đây là một con. Ăn đi, sướng. Cá béo ăn giòn nhờ. Cá phát ban chẩm chéo anh em ạ. Đó các bạn quá tuyệt vời luôn. Nào, anh em lên tí nữa. Món ngon thì phải lên tiểu đúng không? Dạ nhé. Nào lên đi. Hai em mới. Quá ngợi. Chỉ uống hết tầm cốc này là anh em uống nhiều màu đi. Uống nhiều màu thôi. Anh ơi, yeah. Anh ơi. Ăn đi, ăn đi, em ăn đi. Đấy. Nào, uống với hai em mới một hớp rượu xem nào. Uống với từng người một đấy. Không, hai người đi, hai mới. Nào, sức khỏe nhá. Hai em mới còn tốt hơn. Ờ, uống thì nó ngợi hơn, đúng không? Hơn. Hai em ngợi. Nào, xuống tí đi, chẳng xuống gì. Phải nhá. Ăn đi, ăn cá gỏi đi. Tay đấy. À, ăn cá thì nó sướng. Đủ mới mì nhỉ? Đủ, ok rồi. Má phát bàn ăn quá tuyệt vời luôn. Để em đã gọi. Nào lên ăn đi, thịt trong này này phải đeo ăn sướng hụt cho em đang nét bà rồi dâng nó phớm nó ngon 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 mấy đi liên tục ba. Có lẽ chúng ta kia này cũng gắt không? Nè, thịt ở trong này này, nhiều lắm. Ăn lên, thay ơi. Em đi. Tết năm nay say rượu sướng nhỉ. Ăn cái này vào để nó tỉnh rượu mà, để nó phá rượu đi. Nó lại tỉnh ra một tí rồi lại tiêm nó vào nữa. không cho phép nó tỉnh. À lên. Bố đấy ăn ớt lâu ấy muốn cái này tập à xong đi chưa đấy nó không ngợi đúng không lên đi uống đi lên xuống tí đi. Lên. Nồi mỡ. Hình đâu chứ. Cày xuống áp của ớt. Ớt tí miếng thuốc này. Bình neo trên. Neo sẽ tồn la này chứ. Mình ăn men. Mình ăn tồn men. Mình là phải sao. Ta để phải truyền luôn đấy.
Em mới quá yếu. Anh nhân lỏng mấy khâu. Lỏng mấy khâu đó nè. Không biết tăng nhân lành từ rác ốm thôi. Mình cũng chịu. À. Nào. Lên Thành ơi, tí uống rượu màu ăn sướng. Lên hai em ơi, cho cạn luôn đi, cho cạn đi, hai em ơi xuống đi. Em tí hên hên. Ở đâu nghe đấy. Nó cắn nó thóng sao, sổ co mà. Thế thì nghe mượt đi vậy. Hình mà. Mà này. Tớ cường chơ cơ chơ ăn tàu ăn ăn cuối hè cuối soi tớ hắn mà cuối phòng có xàm cuối thì hên quá. Xe lại hoàn xe nữa. Cực cười ngon áp ngon. Mời cho anh một chén nào. À rồi ok. Sức khỏe em Ngợi nhá. Làm một lò luôn đúng không? Ừ. Em Ngợi xuống đi. Làm một lò đi. Đấy. Nhét từ từ thôi. Nhét cứ nhét nhiều vào để nó tỉnh ra. Chẳng xuống gì. Lúc mấy. Hết luôn đây này. À, để nó tỉnh ra mà. Uống để nó tỉnh ra mà anh Kiên nhỉ. Cho nó tỉnh rượu ra mà. Ừ, nhớ. Ừ, thấy. Ừ, thấy xuống đi. Ờ, hắn mít xe là khái là mỡ. Khái là mỡ. Nếu mà phải thôi. Ừ, nó phải thằng Lâm đi. Hôm nay thì anh em sai không nghỉ các bạn. Ờ, hôm nay anh em mới kiểu ăn không phải ấy. Cho một lọ hết đi. Không tiết kiệm. Không tiết kiệm, không tiết kiệm gì nhá. Ừ. Làm một lọ nó hết đây. Lọ. Mẹ hôm qua gọi cho cọc chèo. Ờ. À, gọi cho Thành cọc chèo ấy. Bảo ú em mới hóa ra được định cướp hết cả mới mình. Thế có điều là tức là thái cút với đây. Thái cút với quay cơ. Cái tên nên còm lán này mình phát hồng bậy này. Ừ. Một bó của ba bây giờ đâu vậy đấy anh Kiên. Cái này rau run như là rau gì? Rau rái run. Rau rái run cái này. Hùa hùa thái cút của ba tôi hùa. Hùa nó khửn nước mới này. Khửn ba hùa cho anh bay vẫn vẫn để hù vẫn là cười với cả tao cũng nên đâu coi quẩy vào đi hôm nào để anh em mình đi nhân nương nương ngô này đấy chú Kiên. Ừ. Lấy cái rau gì ăn sống ấy. Ừ. Ghém tỏi để ăn này này phát thằng nó phát hụt ổn đấy vàng phát thốt phát thốt đấy ăn sống mà. Ừ, ăn sống đấy. Ừ, đấy đấy. Ừ. Này chẩm chéo ăn ngon lắm. Ừ, đấy chẩm chéo để mang về chẩm chéo ăn sống. Phát đôi cơ lạnh phát này cái nào thế phát bán ăn cánh thì nó khác cái này phát thuốc ăn sống mà mặc hơi gần à phát ăn là còn lâu nữa cơ mà bảo chị này muốn á mình bây giờ vào khét đó mình chưa ăn thì mình chưa ăn mình biết chưa phải chứ này bắt đầu là hả mình mi thuốc thôi mình mi nên bảo nó hi chứ này mình muốn cái bảo nè ờ hơi một chín chẹp anh ơi chơi còn lại một chín này quá. Chưa ăn được con này. Ok chứ hồi nãy. Còn đây dùng hay của này, cô này. Cô đang cú được mắt tổm nào với các cô Hà này. Ăn kia ăn mới ngon. Ăn đi. Hai mới. Cái thuốc mà. Anh em đi vào rừng cứ cười gì chẳng thuốc. Toàn cây thuốc mà. Ừ toàn là cây thuốc. Anh em lá vào rừng tập cây thuốc thôi. Mình lao cả dế đó về à đun nước uống rồi cái cây ấy tươi ngon mà giống tươi ngon rồi cái kẹp nhỏ còn có đòn nhỏ em bạc quả nhất nè. Ừ. Quá là tuyệt vời luôn anh đi đâu Yến bây giờ Thành hết đấy rượu ấy cạn đi
cả hai em gậy nữa, uống đi. Có làm gì đâu, chiều có làm gì đâu, anh em mình ngồi với nhau thôi. Khi mà ngồi chán thì anh em đánh bài với nhau thế thôi. Tí đi hát karaoke. Ừ, ok, sợ gì. Ấy chia sẻ nói như cái cứ đây sọc. Bạn đi. Ừ, chia sẻ. Ê, còn chưa hết nước. Vẫn còn hết nước. Thì lên. Chắc là nhiều nước, đâu có hết được. Hết sạch rồi, hết sạch rồi. Đúng chưa? Ăn là sướng, đúng không? Quá ngợi. Thì được á, để nó không hẹn lại.